Thưa quý vị, hiện giờ ngồi bên cạnh của Diễm Loan đây chính là bác sĩ chuyên khoa 1 Ngô Văn Tân, đang rất sẵn sàng để có thể trò chuyện với chúng ta, giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về căn bệnh đông máu nội mạch lan tỏa. Xin chào bác sĩ ạ. Xin chào Diễm Loan và xin chào chương trình bác sĩ của bạn. Xin được cảm ơn bác sĩ đã đến với chương trình. Thưa bác tỏa, xin chào bác sĩ ạ. Xin chào Diễm Loan và xin chào chương trình bác sĩ của bạn. Xin được cảm ơn bác sĩ đã đến với chương trình. Thưa bác sĩ, trước tiên thì xin bác sĩ có thể chia sẻ cho quý vị khán giả được biết đông máu nội mạch lan tỏa nên được hiểu là căn bệnh như thế nào ạ? Đông máu nội mạch lan tỏa đó là một cái tình trạng là xuất hiện những cục máu đông trong các cái mạch máu, chủ yếu là mạch máu nhỏ ở toàn cơ thể, nó lan tỏa tới toàn cơ thể, và cái triệu chứng của nó làm cho cái tình trạng thiếu hụt các yếu tố đông máu, dẫn đến là một tình trạng xuất huyết ồ ạt. Thưa bác sĩ, như vậy thì căn bệnh đông máu nội mạch lan tỏa này sẽ có biểu hiện ra bên ngoài như thế nào để chúng ta nhận diện ạ? Thường là nó biểu hiện là cái tình trạng xuất huyết. Chúng ta thấy như nãy nói là nó do thiếu yếu tố đông máu, cho nên nó sẽ biểu hiện trên cái cơ thể là xuất huyết. Xuất huyết có thể là xuất huyết những cái chấm, những cái chỗ vết chích, hoặc là nó có thể xuất huyết nhiều hơn như chảy máu mũi, chảy máu cam. Rồi có đặc biệt là chảy máu đường tiêu hóa, chảy máu đường tiết niệu. Nó có khả năng là cái xuất huyết bình thường, ví dụ chúng ta thấy ở dưới da thì không sao, nhưng nếu nó chảy máu ồ ạt ở trong nội tạng thì chúng ta sẽ rất là nguy cơ bệnh nhân sẽ tử vong. Thưa bác sĩ, như vậy nguyên nhân nào dẫn đến căn bệnh này thưa bác sĩ? Nguyên nhân thì bệnh này nó là thường thứ phát sau khi xuất hiện những cái căn bệnh khác, ví dụ như là một cái tình trạng nhiễm trùng, hay là gọi là nhiễm khuẩn, sốc nhiễm trùng, rồi những cái bệnh lý về ung thư, hoặc là những bệnh lý về sản khoa, ví dụ như là sảy thai, hoặc là băng huyết sau sanh, hoặc là xuất hiện sau những cái bệnh lý và tự miễn như lupus, đỏ hệ thống, hoặc là những cái bệnh lý khác như là bỏng, hoặc là viêm tụy cấp, hoặc là những cái bệnh lý do mà rắn độc cắn, vân vân. Đó là những cái tình trạng chúng ta thấy cái thường gặp ở người dân chúng ta là rắn độc cắn thì nó sẽ gây xuất huyết và có những mảng xuất huyết ồ ạt. Nếu chúng ta không có được điều trị kịp thời thì cái tình trạng rối loạn đông máu này nó xảy ra và bệnh nhân sẽ tử vong rất là nhanh. Thưa bác sĩ, như vậy căn bệnh này sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của con người như thế nào ạ? Bệnh này thì nó là một bệnh rất là nặng. Sau những cái bệnh lý chúng ta thấy là nhiễm trùng, nhiễm hoặc là sốc nhiễm trùng, hay là những bệnh lý ung thư là những nguyên nhân rất là nặng, cho nên đã có tình trạng bệnh nền nặng rồi mà bệnh nhân còn xuất huyết ồ ạt nữa thì bệnh nhân sẽ rất là dễ tử vong do cái tình trạng sốc mất máu. Dạ, vậy căn bệnh này có thể điều trị được hay không ạ? Và có chữa khỏi hoàn toàn hay không ạ? Bệnh này thì đó, ngay từ đầu tôi đã nói rồi, nó là thứ phát sau cái những cái bệnh lý đó, thì điều trị thì chúng ta chỉ có hai nguyên tắc điều trị chính. Thứ nhất là chúng ta sẽ bù hoàn lại các yếu tố đông máu, bổ sung các yếu tố đông máu để làm sao cho các yếu tố đông máu này vẫn còn đủ để nó cầm những cái vấn đề chảy máu. Và cái điều thứ hai nữa là chúng ta điều trị triệt để hay không thì chúng ta sẽ điều trị theo nguyên nhân. Ví dụ như bệnh nhân bị nhiễm trùng huyết hoặc là sốc nhiễm trùng thì chúng ta phải kéo ra cái sốc, chúng ta phải dùng kháng sinh bao phủ chúng ta để chúng ta kéo ra. Thì đó là điều trị nguyên nhân. Nếu bệnh nhân do ung thư thì chúng ta phải điều trị những tác nhân bệnh nhân bị ung thư thì hết cái rối loạn ung thư đó mới hết được. Và thứ ba nữa là có thể là những bệnh lý về tự miễn thì chúng ta phải dùng những thuốc để ức chế miễn dịch và chúng ta sẽ điều trị nguyên nhân. Thì như vậy thì chúng ta mới là điều trị đúng đích, thì khi đó thì bệnh nhân mới hết được. Chứ còn những cái điều trị mà chúng ta bổ sung các yếu tố đông máu đó là những cái điều trị tạm thời để giúp cho có đủ cái yếu tố đông máu tạm thời để cầm máu ngay lập tức thôi ạ. Dạ, và với căn bệnh này thì ăn uống, lối sống nó có tác động để giúp hỗ trợ cho cái căn bệnh nó không có tăng nặng lên hay không, hoặc là hỗ trợ cho quá trình điều trị hay không ạ? Vấn đề mà bệnh này khi mà xảy ra thì thường rất là nặng, và trên cái bệnh nền nào thì chúng ta sẽ có những cái chế độ ăn uống phù hợp với cái bệnh nền đó. Tuy nhiên nhìn chung thì chúng ta sẽ phải ăn uống những loại thức ăn nào nó đảm bảo cho sức khỏe và nó phải có rõ nguồn gốc. Thứ hai nữa, chúng ta phải tập luyện thể dục thể thao định kỳ và ăn uống điều độ. Tiếp theo nữa là chúng ta phải đi khám sức khỏe định kỳ để mà chúng ta phát hiện sớm. Ví dụ như đầu tiên chúng ta chỉ phát hiện được nhiễm trùng thôi thì chúng ta có thể điều trị hết hoàn toàn, hoặc là chúng ta có một cái bệnh lý về miễn dịch tự miễn thì chúng ta sẽ điều trị nó hết hoàn toàn. Do đó cái điều việc khám và điều trị sớm rất là quan trọng, hoặc là khi có bất kỳ một cái triệu chứng gì thì chúng ta cần đi khám bác sĩ để có một cái chỉ định, một cái hướng dẫn phù hợp.
Thưa quý vị, thông thường thì người Việt Nam của chúng ta vẫn có cái thói quen đó là chúng ta thứ nhất là tự phán đoán, thứ hai là hỏi thăm những người xung quanh để nhờ xung quanh phán đoán, và thứ ba nữa là chúng ta đến tiệm thuốc Tây và nhờ những cái người bán thuốc phán đoán xem chúng ta bị bệnh gì. Mà chúng ta quên đi một điều rằng bác sĩ mới là người có chuyên môn sâu và hoàn toàn có khả năng để giúp cho chúng ta có thể nhận định bệnh và từ đó thì điều trị bệnh tốt nhất. Vì vậy lời khuyên của chương trình luôn luôn là hãy đi thăm khám khi quý vị phát hiện ra có những cái triệu chứng đặc biệt của cơ thể, và nhất là cái tình trạng mà chảy máu mũi rồi có thể là xuất hiện những cái vết máu mà chúng ta thấy là cơ thể của mình vẫn lành lặn như vậy đó, mà sao những cái vết đó nó cứ loang loang ở dưới da, thì quý vị nhớ là mình phải để ý kỹ, gặp bác sĩ ngay và biết điều trị sớm thì khả năng chúng ta sẽ khỏi bệnh và tránh những cái mối lo về sau quý vị nhé. Một lần nữa thì xin được cảm ơn bác sĩ rất là nhiều đã đến với chương trình ạ. Xin cảm ơn Diễm Loan và xin cảm ơn chương trình bác sĩ của bạn. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nhớ tiếp tục đồng hành cùng với chương trình vào sáng ngày mai quý vị nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt quý vị.